mà lấy làm sao tự nhiên lại mất sóng à? Thì sóng tự nhiên bắt đầu là mất sóng không hiểu sao. Tí lên đi anh Thế Linh. Đông lắm anh Thế Linh. Hôm nay bảo họ đông lắm. Sáng sớm đông lắm rồi. Đông nghẹt rồi. Vào cái chỗ kia tự nhiên mất sóng không biết là sao, là ở cái đoạn kia mất sóng. Có chưa, sang đây có rồi mà, sang đây là vào được rồi, sang đây vào được rồi. Đây có Long Thủy đây. Anh em đang tập trung ở đây. Ôi giời, ở đây riêng ở đây thì hôm nay ra đây tí nữa ai chia sẻ cho ông Nguyễn Thống vào đây để tôi cho gặp an ninh và tố cáo. Đông và hôm nay rất là đông. À, có Long Thủy ở đây. Long Thủy ở đây. Sao lấy vào là 45-60 người lại không vào được nữa à? Đấy, nhìn thế. Hôm nay em buồn cho không nào cái gì nào à, thế ai muốn lên thì ok tôi mời lên nào, tôi mời lên nói chuyện nào. Xin chào. Hôm nay là nó đông người quá cho nên là sóng nó bị yếu cho nên là lẫy nó bị mất sóng. Nào bên kia các ông cán bộ là ngồi bên kia đấy, ông nào bảo ông Nguyễn Thống vào đi tôi đấy đang biểu tình. Thấy còn công, thấy còn công vào đây nhìn thấy dân Hà Nội thấy chưa, đây là tại tượng đài Lý Thái Tổ. Nhìn thấy chưa. Biểu tình cái gì, bà con đang vui chơi của mẹ người ta đi biểu tình à,
thấy bà con bà con đang vui chơi này, đang vui chơi đông thế này mà tình cái này biểu tình này có bà con đang đi vui chơi bờ hồ, hôm nay đông cực kỳ đông. Đây là tại bờ hồ Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm. Tôi quay cái tháp rùa cho xem như thấy bà công nhá, thấy bà công đứng đấy, tôi quay cái tháp rùa cho xem. Đây là những bà già ngồi ghế đá rồi, đây kia tháp rùa trong kia, nhìn thấy tháp rùa chưa, nhìn thấy ra tháp rùa chưa. Đấy, đây là tháp rùa Hồ Gươm tại Hà Nội. Đây là kia là trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, ở đây là khu tượng đài Lý Thái Tổ. Đấy không